Ngày 31 tháng 5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công hai nạn nhân nữ bị lừa bán ra nước ngoài đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Hai nạn nhân cùng sinh năm 2005, người dân tộc Phù Lá, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, được giải cứu và đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 30 tháng 5. Theo đó, cuối năm 2019, khi vừa mới học xong lớp 7, cả hai nạn nhân đã bị lừa bán qua Trung Quốc, sau đó qua Myanmar. Đến tháng 12 năm 2023, bị bán sang đặc khu kinh tế Bò Kẹo của Lào. Tại những nơi bị bán, nạn nhân bị ép buộc làm việc, bị đánh đập, ngược đãi thể xác tinh thần và không được trả tiền công. Hai nạn nhân sau đó đã làm đơn cầu cứu đến Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nhờ giải cứu về nước. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 6 vụ giải cứu các nạn nhân là người Việt bị lừa bán ra nước ngoài, đưa 16 công dân về nước an toàn.